chán quá à. Gì vậy? Tụi đang làm gì? Nó bậy á, mà sắp tới Noel rồi. Không biết gì đâu cho hết trơn á, tụi nó có bồ tụi nó rủ nhau đứng chạp sữa đi ăn mì cay các thứ. Còn em ế lưỡi phổi mình không biết gì đâu. Mấy con quỷ kia nó có bộ ngủ bộ đi chết lại chị. Ủa? Bình thường nhớ tự tin được gái xinh đẹp lắm mà sao nay qua đây thay ấy? Bởi vậy mới nói em cũng dễ thương không đẹp nhưng mà dễ thương lắm chứ bộ vậy mà cũng ế à. À, tao thấy lớp đó ngoài kia hình như là có đứa nào nữa hả ta? Đúng rồi. Ủa? Ủa, con ấy, rồi giờ thêm con này ấy nữa hả? Ủa, tụi ấy hả? Tôi tưởng bà có bồ, bà có đâu, thì đâu có nó thì nó tưởng đâu là em có bồ. Em cứ tưởng nó có bồ, em để trời đâu, em chắc chắn hôm nay không ai chơi. Em nhìn ra ngoài đường thấy đứa nào cũng đi chạy xe ôm nẹo nẹo hết. Ừ, hồi nãy còn nói là vậy là còn có ông Nguyên có bồ, trời cũng mừng, cũng mừng. Trong shop cũng phải có đứa có bồ. Ê, hai bà bữa nào cũng đi chơi hết á. À, vậy ai ta? Ai ạ? Ai ạ? Trời đất ơi. Ôi, ê, không có bồ ngoại không? Dẫn mà kêu bồ vô dẫn chị em. Thôi có bồ giấu, có bồ mà giấu, kêu bồ vô dẫn. Nha, bà là bậy lắm luôn rồi đó. Hai đứa này nó biết thương có bồ rồi, còn chấp nhận bà mà nói tôi có bồ rồi hả? Tôi giận bà hết sức. Ủa vậy là bà quên hôm bữa bà nói là bà quá trời trai theo. Trời trai theo là một chuyện mà tôi có quen không thì là chuyện khác. Ủa trai chuyện trai theo quá trời chuyện có bồ không có bồ. Rồi hiểu rồi hiểu rồi. Thầy chảnh quá không có bồ. Đó thấy cái mỏ vậy là biết rồi đó. Trời ai chịu nổi cái mỏ của bà. Ê còn làm giá. Nó nghe nè, xí khoan bây giờ nếu mà mình nói mình có trai theo đúng không? Giờ mình chứng minh đi, mình thử kêu một trai nào dẫn cái bài ế này đi ăn chè một bữa thử coi sao. Thử coi, thử phone cứu coi. Vậy kỳ lắm bà ơi. Cái trai theo mình giờ đi theo hả chị? Trời dắt mấy anh bày theo cái người ta kêu mình lợi dụng. Thôi không phải thích vậy. Con chị nó chiều mấy con em. À lâu mấy lần. Có 10 tôi không có thích vậy bà ơi. Lâu lần à. Thôi ế thì nói ế đi. Nghiêm đó cái miệng nó ế chứ cái gì hết cái miệng nó mà ế bực mình quá mà. Rồi nghiêm nè, trật tự nè thôi giờ lỡ rồi qua đây để tôi làm một cái clip luôn phỏng vấn lý do ế. Rồi em áo trắng nói đi. Dạ tại vì hôm bữa hả từ hôm bữa là có mấy anh cũng dắt đi tìm hiểu đi ăn các thứ xong rồi dắt vô sợ tốn tiền hay sao đuổi em về. Ăn quá em ăn có nhiều đâu mà nó nói em ăn nhiều. Nhiêu đó, em ra kêu ly trà sữa ngồi đúng 15 phút sau em kêu thêm món ăn nữa, cái vừa ăn xong em muốn ly trà sữa em kêu thêm ly nữa, có chứ nhiều đâu. Có 3-2 ly trà sữa với lại tô mì cay mà kêu nhiều. Tô mì cay chỉ khoai tây chiên nữa. Hết rồi. Trời có nhiêu đó mà nhiều. Đúng rồi. Tức ghê thằng kèo nghỉ chơi. Rồi, mốt tìm thằng nào mà nó cho mình ăn thoải mái chơi. Dạ. Mà nhắm coi có thằng nào mà nó ăn cỡ vậy không. Rồi, tới em này, thấy cũng đẹp gái lắm mà sao kỳ ta? Em hả? Thì có gì không? Kêu người yêu vô nhà ngồi à, ăn cái lần tiên dẫn người yêu về nhà ăn mà thì em ăn em cũng tím lắm, ăn có hai tô bún mà, hai tô bốn cái con gà tôm. Cái nó hỏi em sao em ăn dữ vậy, em tức quá em giật cái tô đó em ăn luôn. Cái dạ nhắn tin kêu là chắc anh không hợp với em trời ơi. Ủa có vậy thôi hả? Dạ, có ba tô bún à? Có ba tô bún à, bốn con tôm à? Vậy em cha hai nhỏ này tham ăn đâu, người ta ít dùng chết luôn. Ăn cái gì mà tàn là cũng là xấu hổ tao nói. Nó còn nói em này chị, nó sợ chở em cái phuộc bị trời có đó, có mặt gì đâu nè đó, trời ơi có cái dáng coi nè đó. Đâu có mặt gì đâu. Đó, đó. Cũng có mặt vô, người ta cao mà, đâu có mặt. Đâu có mặt gì đâu đó. Nhưng mà quýnh lộn chắc dễ thắng lắm không, có sức khỏe. Vậy không, nằm lên lấy thịt đèn rồi là đủ chết. Mình ăn nhiều mình có sức khỏe. Còn mắm kia, và cuối cùng khai thiệt đi. Đừng có giả bộ đồ, trai theo đồ. Mà cái không nào có giả bộ đâu. Trời chứ sao mà lý đi. Lý do hả, lý do mà ta ế nè. Thứ nhất cái là ta chỉ thích chơi với con gái thôi. Bị gì? Là ta thích đi chơi với con nít. Bị gì? Không bị gì đâu, bình thường mà nội. Bình thường thiệt không? Thiệt. Thôi cho hai đứa kiểm tra. Kiểm tra gì trời? À vậy không có gì hết hả? Rồi à, vậy đó. Với lại á hả, tôi không có cho người ta cơ hội sao mà chỉ quen dũng không? Ghê ta. Không, chưa kịp vết vừa làm bậy có phải là quýnh như con đẻ luôn. Sao mỏ mày lanh quá vậy? Mỏ mày cũng đâu kém mỏ tôi đâu, nãy giờ tôi trả lộn không lại. Lanh sao mày lanh, đừng có lanh hơn tao được rồi. Trời ơi đó, vậy là nói chung á, nói túm lại là hai nhỏ là tham ăn. Ê không phải là hay này tham ăn mà là mấy thằng kia nó keo kẹt quá ế đúng không? Rồi còn em á là em không có thích thương ai hết. Đúng em thích rồi. Chơi với em yêu cái gì vậy, là thích trẻ em, thích phụ nữ, yêu hòa bình, rồi, yêu màu hồng, rất giả dối. Đàn ông hả, đàn ông là ca sĩ
Rồi bây giờ thử cái nè, nếu vậy là đàn ông tệ lắm hả mấy đứa? Đâu nói thử cho nghe coi. Chị, bịch kẹo này ngon lắm nè chị. Không, không có được. Kìa, có cái hũ kẹo rồi kìa. Không, giới thiệu kẹo thôi, kẹo này ngon. Thôi đi, tao biết sao bò mày bỏ mày rồi, mày đâu cần phải quảng cáo. Đâu cần phải quảng cáo với mọi người gì đâu. Ê, chị đang quay video đó nha, chị đang quay video, em đâu cần phải quảng cáo với mọi người. Là em ăn nhiều vậy đâu. Ủa, em tính là em ế từ giờ tới già luôn hả? Em lấy bịch kẹo đó, em giới thiệu, em kêu bịch kẹo này của shop ngon lắm nè, chứ em trả đòi ăn gì luôn, tự nhiên chị chỉ kẹo kia chị kêu không được, cái đó có hũ kẹo gờ chị cho tổn thương dễ sợ. Chị nghe một cái cảnh không chị? Không, con tim tan vỡ, nó nghe một cái cảnh luôn á. Hả? Cho nên người ta nghĩ mình vậy chứ. Vừa nói ra là tao hiểu ý liền. Ăn ở sao mà tao nói cũng đâu phải xấu đâu nè mọi người, dòm kỹ nè, zoom kỹ cái mặt từng đứa nè, đó có xấu gì đâu đó, đứa nào đứa nấy như hoa hôi. Mình quay lại vấn đề đi, là cái mẫu đàn ông đi, mình đưa ra cái tiêu chuẩn mẫu đàn ông của từng bạn đi, để coi coi là sao, hay là tìm mẫu nó bị sai. Rồi theo thứ tự già nhất nói trước. Già nhất nói trước. À, nói lớn lên. Ấm áp là mập đúng không? Kiểu là cho mình thấy mình yên á, mình thấy mình yên á. À, thấy bình yên á hả? Không phải là không có thấy con trai con mập đâu. Không phải con trai con mập mà con bên trai cái con trai của tớ hả? Hả? Cao tớ ốm nha. À, tại nói ấm áp là phải mập mới ấm. Đúng không? Trong không phải là ốm quá nha, một chuyện hơi nhanh nhau xíu. Tại gì nữa, tính hết sao? Hết. Ăn nhiều hết. Ăn nhiều hết, ăn bình thường thôi, đừng ăn nhiều quá kỳ lắm, đừng ăn ít quá ghét lắm. Ăn bình thường mà thích nhất là mỗi lần mà mình ăn cái gì mà mình ăn không hết á, nó phải ăn cho mình. Ôi trời đất ơi, thích ác ghê, cái nết này ế đúng rồi nè. Nít kỳ, rồi tiếp. Em gu của em là gu mắt kiến. Ôi chứ thức, hay là chơi game. Không, gu mắt kiến nhìn kiểu được được nha. Kiểu đừng có, kiểu của em là đừng có để râu luôn. Đừng có để râu nhiều mà giống như mấy ông chày dê nha, để mà kiểu trưởng thành á. Người cao, khỏe, thơm mà được. Rồi gì nữa? Không được tăng nhang, không được tăng nhang, ghét tăng nhang nha. Ghét tăng nhang luôn, à. Rồi. Ăn nhiều hay ít? Ăn hầm vừa vừa thôi. Ủa mình ăn nhiều mà mình bắt mình ăn vừa vừa. Kiểu con không biết nó sao mà ăn nhiều thì nó cũng kỳ lắm, ăn vừa vừa thôi. Rồi à. Cuối cùng, thí sinh cuối cùng dạ thì em đang thèm muối hả? Dạ thì em đang thèm muối. Gu của em hỏi là cao cỡ 1m74 rồi, đừng cao quá. Lớn tuổi hơn em. À. Phải lớn tuổi hơn em nè, kiểu gu là lạnh lùng á. Nhưng mà đừng có lạnh lùng quá. Bad boy, bad boy hả? Dạ không, good boy người ta là phải lạnh lùng. Lạnh lùng. Lạnh lùng nhưng mà quyết quan tâm. À. Ít hỏi nhưng mà phải hành động. À. Đó, chẳng hạn mình đang ăn rồi sao em biết chỗ nào có nè. Trong tù á. Thôi má. Đúng không? Đâu mà điên hả? Sao trong tù mà lại biết quan tâm? Ừ. Đây. Cho mấy bảy bốn. À đúng rồi, mấy ông cây ngục. Mấy ông rất là lạnh lùng. Tới giờ ăn là ổng đem đồ ăn tới cho ăn. Chị thấy em tự nhét mép nha. Không, bây giờ nó đại của em là Gucci á mọi người. Gucci. Chanel nha, Chanel. Còn bên kia Levi hả? Levi. Nè, đàng hoàng nha. Cao hơn em cũng 1m74 là được nè. Cao, không có gọi là mặt. Nhưng mà có rồi, không sao. Rồi bây giờ thì coi như là cái gu mà gu bạn trai thì đã biết rồi. Rồi bây giờ mấy bạn sẽ tự thể hiện cái tài năng của mình đi. Đó, để trên đây này chị sẽ rao luôn giùm. Coi có anh nào mà anh đáp ứng được nhu cầu, anh để comment lại cái số điện thoại nha mọi người. Chị, comment lại số điện thoại. Chuẩn lắm luôn á. Đó, chứ ở trên đây là mọi người quăng dép không có tới đâu nha. Tại vì mình trên YouTube là mình quăng dép không có tới. Mọi người muốn thì để lại comment số điện thoại. Rồi mình sẽ làm quen luôn. Rồi bây giờ nè, mình nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Rồi cũng theo thứ tự, già nhất được nói trước. Tại mình già nhất mình phải cần thoát ế trước. Ý là mình có cái tài năng gì, cái ưu điểm gì mình nói ra đi, chị rao trên đây luôn. Có tài năng là mình sẽ, mình có tài năng là làm cho khác, cho người khác vui vẻ, mang lại tiếng cười cho mọi người. Đó, rất là nhí nhảnh, hồn nhiên, thấy không? Đó, tuy là già nhưng mà nhìn không có già xíu nào trơn á. Rồi còn cái tài năng gì nữa không? Biết nấu ăn không? Không. Trời đất ơi. Đó là cái khuyết điểm đó. Đó là khuyết điểm á hả? Không biết nấu ăn, chỉ biết cười. Không biết nội trợ. Rồi, không biết nội trợ, chỉ biết cười nha mọi người. Chị biết cười. Rồi, đó. Ai mà có ai chọn vợ vậy không? Này giờ có ai đưa tiêu chí mà chọn con vợ vậy thì comment liền số điện thoại nha, bút ngay chị già nhất. Rồi, bây giờ tới chị già nhì. Dạ, em là ưu điểm em là nấu ăn. Ôi trời đất ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Thích chín nấu ăn. Cái gì đó ta? Nấu được món gì ngon nhất? Món em nấu được món nhất là món đồ là ai thấy thích nè. Vậy đó hả? Em đầu bếp chính mà. Ghê vậy. Rồi vậy bữa nào phải chỗ tài cho mọi người bữa. Cái điểm của em đó hả? Chị luôn có không ta? Ăn nhiều. Trời có không ta này chứ. Không cũng có đó. Kiểu lâu lâu cũng bị nó bị kiểu ngủ nướng nhiều, ngủ nướng là bị nhiều. À. Thường thường từ 6 bây giờ dậy em đến 8 giờ. À, rồi rồi, như vậy là bên đây là nấu ăn được, ưu điểm là nấu ăn, khuyết điểm là ngủ quá nhiều. Rồi, tới cô nàng nhỏ nhất. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn nè, em biết chọn cái gì đó.
ta vui nè. Chết rồi. Giỡn với người ta nè. Rồi nó có hai ưu điểm của hai đứa bay luôn. Rồi sao ta? Chỉ như là biết giặt đồ nè, nói chung là công việc là chở nhà biết hết. Rồi. Rồi chẳng hạn như là biết con. Sao ta chỉ biết quá xa nè. Trời ơi ghê. Rồi biết nấu ăn rồi. Rồi chị này có chồng hả? À? Rồi. Em chửi sao? Chửi thử coi cái mặt em có dữ lắm không? Giận im. Dạ. Đây chỗ khác không dữ. Ồ, đó. Rồi. Sao sao mà còn cái điểm của em là cái điểm em ăn ít. Ăn nhiều. Ăn nhiều rồi. Ngủ nướng. Ngủ nướng. Này. Ừ. Với lại bực lên là dữ, bực lên là dữ. Cái điểm này là biết rồi mập. Bậy. Người ta cao 1m61 người ta nặng vậy là đủ rồi. Như rồi, biết. Coi như á. Để tôi túm lại nè, tôi túm lại nè. Bên đây là một khuyết điểm, một ưu điểm. Bên đây là một khuyết điểm, một ưu điểm. Bên đây là ba ưu điểm và ba khuyết điểm luôn. Đó. Và đây là hội ế nha. Hội ế nha mấy bạn ơi. Mấy bạn mà có anh trai hay là chú hay là bác trai gì anh đó nha, chứ mình không cần chú nha, không cần bác nha. Vậy hả, tầm như tuổi đổ lại được. Người ta là lấy máy bay của em để em chơi đồ cổ luôn rồi chị. Em là 199 trở lại là được. 199 đổ lại, còn đây để nhiều tuổi cũng được. Nhiều tuổi cũng được, trời ơi. Đừng có già quá nha. Rồi bên đây 96 trở lên. 96 trở lên nhưng mà là tự nhiêu tuổi trở lên vậy? 90 trở xuống. Là tự nhiêu tới nhiêu đi nói 99 trừ rồi mệt quá à. 23. Từ 23 trở lên hả? 30 đổ lại. Từ 23 tới 30, còn em? Em đó hả? 99 là 21 tuổi và 21, 22 à, trở xuống. Nhỏ vậy thôi hả? Trở xuống tới mấy? 3 tuổi? À, tới 15 thôi. Từ 15 cho tới 23 tuổi nha, còn em? Dạ, em từ 36 trở xuống. Từ 36 trở luôn xuống tới mấy? Dạ, 17 trở lên. 17 tới 36, trời ơi phạm vi nó rộng quá, con này tính ra là nó không phải không, vậy là nó bao xô á nha, mấy cái độ tuổi kia không, mấy cái độ tuổi kia mà lọt ra vô đây hết nha, vô đây hết. Người ta là lái máy bay lấy cái thì của em là giờ em chơi đồ cổ rồi đó. Rồi, qua cái video này á thì chị cũng rất mong các bạn nhỏ mà yêu thích kênh Bếp Chibi rồi đó nha, là có anh trai hoặc là nói chung là những cái anh nào mà trong cái độ tuổi đó đó, chú mà có khi ba của các em mà không có vợ. Không, tại vì không có vợ là chị không thì không cần đâu nha. Không, thì tại vì con bé này nó kêu là tới 36 tuổi. À chưa có vợ nha, chưa. Dạ cũng được với em, dạ cũng được. 36 tuổi đó mà chưa có vợ. Nhìn tướng phải được nha. Độc thân theo đúng cái tiêu chuẩn như vậy thì comment cho số điện thoại nha. Nói chung là mình ế rồi mà mình đã lên tới trên đây mình quảng cáo rồi mà còn đòi hỏi cái gì nữa. Không biết là có ai comment số điện thoại cho không á. Mình ế nhưng mà mình phải có quyền chứ, tại mình còn trẻ mà. À, thì nào mình già đi mình tính. À, đó, đang sỉ nhục em. Vậy đó. Đó, rồi bây giờ này hãy kêu gọi đi nè. Mỗi người dùng một lời để kêu gọi ai đó nhắn tin gọi điện làm quen mình đi. Không có anh nào, anh nào để ý đến em thì hãy comment phía dưới. Em sẽ add Facebook cho mấy anh, đảm bảo mấy anh sẽ không thất vọng. Đó, số 1 nha, đó là thí sinh ế số 1. Wow, tiếp theo. Ai mà muốn cua thì để số thoại. Comment là bé ốc xanh chỉ vàng nha. Số 2, số 2. Số 2 đó. À, rồi. Không có gì, comment đi. Đó. Không. Áo trắng, áo trắng. Là DT Tú Trinh nha mọi người. Trời ơi, trời ơi. Đó, đọc luôn cả Facebook cho mọi người ơi. Chưa. Lỡ đọc mình cũng đọc luôn Nguyễn Kim Hằng cho mọi người đó. Chưa nha. Trời ơi, tích luôn, trời ơi. Bia là phải bia cho tới. Đó, rồi, tôi cũng cắt bỏ khúc này thôi. Nó giỡn á nha. Rồi nha mọi người ơi. Rồi, mọi người mà muốn làm quen với lại mấy chị này, mà có ai mà làm mai á thì comment ở phía dưới, hoặc là add Facebook, hoặc có thể là nhắn hỏi shop, nhắn tin ở bên Zalo, Facebook cho shop á. À, chị, không có em hối hận là cắt cái đoạn mà em vô cái Facebook lên được không? Không có thấy gì là. Rồi, ok. Nha. Ai mà thích thì comment ấy, lộn, comment ở phía dưới hoặc là có Zalo, Facebook gì đó nhắn vô, đặt hàng chị ship về nhà luôn nha. Rồi chị ship về nhà luôn. Còn video thì là đến đây là kết thúc rồi. Cái hỏi ế của shop chị là nó ế cũng lâu lắm rồi mà nó nổ dữ lắm nha. Mấy bữa là nó có bồ đồ này nọ dữ dằn lắm, bây giờ tự nhiên một đùng một cái ba đứa tụ tập ở đây nản dễ sợ luôn á. Giờ mới lòi tới Noel rồi đó mọi người, làm sao làm, ai chỉ có bồn gì nè, lớn quá trời luôn nè, chắc không đi chơi đó. Ba đứa tự ôm nhau đi, tự hát single bell single bell single bell đó, hát vậy không bể vậy ế phải rồi. Rồi bye bye đi nè, 2, 3 tạm biệt. Nhưng mà Noel là mình không phải hát như vậy, Noel là mình phải có kẹo nè, kẹo sô cô la nè, rồi về cái chỗ đạn uống này được không?